For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chuyển đến những thông tin mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Táo Quân 2024 khởi động. Nghệ sĩ Chí Trung xác nhận tham gia Táo Quân 2024 với vai diễn hoàn toàn khác biệt. Diễn viên cho biết anh và các nghệ sĩ sẽ tập buổi đầu tiên vào ngày 2 tháng 1 với đạo diễn mới Trần Lực. Trước đó họ được đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam gọi họp mặt vào ngày 30 tháng 12 để trao đổi về kịch bản. Chương trình sẽ mang diện mạo mới, một phiên bản mới lại so với các mùa trước, Chí Trung nói. Về nhân sự, ekip giữ 50% dàn nghệ sĩ cũ do nhiều người không sắp xếp được lịch tập luyện tham gia. Quốc Khánh vẫn đóng vai Ngọc Hoàng, một trong những nhân vật cầm trịch chương trình. Nhà thiết kế Đức Hùng tiếp tục đảm nhiệm thiết kế trang phục. Nghệ sĩ Chí Trung cho biết thêm, sau năm 2023 và mốc kỷ niệm 20 năm chương trình, chúng tôi từng nghĩ sẽ dừng lại, nhưng đáp ứng niềm mong mỏi của khán giả, ekip vẫn tiếp tục làm Táo Quân năm mới. Táo Quân 2023 đánh dấu 20 năm chương trình ra đời, mang đến tiếng cười nhẹ nhàng khi mô phỏng các sân chơi nhan sắc dưới hạ giới. Tuy nhiên, show bị nhiều người nhận xét là đuối nội dung, không còn sáng tạo, thậm chí là mảng miếng hài bị cho là nhảm, nhạt. Năm 2019, Táo Quân từng dừng sản xuất sau 16 năm, khiến nhiều nghệ sĩ khán giả tiếc nuối. VFC làm chương trình Táo Quân Vi Hành, phát sóng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch với kịch bản hoàn toàn khác biệt nhưng không được quan tâm. Chương trình trở lại sau 1 năm. Trong buổi phỏng vấn vào năm 2018, cha đẻ Táo Quân, nghệ sĩ Khải Hưng từng nhận xét chương trình những năm gần đây dậm chân tại chỗ. Sau 10 năm đảm nhiệm sản xuất, năng lượng, sức sáng tạo của đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng giảm dần đi, đó là điều tất yếu. Khách quan mà nói, tôi thấy chương trình đang chững lại, không hay hơn mà cũng không dở đi. Táo Quân gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình phát sóng vào tất niên âm lịch hàng năm, sản xuất lần đầu vào năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo Quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc mình đã làm trong suốt 1 năm qua. Thông qua đó, chương trình phản ánh đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, nổi cộm. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Chính thức nhé, Táo Quân 2024 mừng Xuân Giáp Thìn bắt đầu khởi động, khiến cộng đồng mạng nóng lên và đưa ra những bình luận thể hiện sự háo hức về thông tin này. Thật tuyệt vời, chờ mãi không thấy các bác có tin gì, tưởng năm nay đã đói kém rồi, còn mỗi món ăn tinh thần này mà không có nữa, thì chắc năm nay không có Tết nữa. Chương trình được cả gia đình cháu đón chờ nhất ngày 30 Tết. Con hóng chương trình Táo Quân lắm luôn, năm nào cũng phải xem xong rồi muốn đi chơi đâu thì đi. 30 Tết mà không có Táo Quân thì không phải là Tết rồi. Hay quá, năm nay có Táo Quân tiếp, giờ chuẩn bị tập giáp Tết khoảng 1 tuần, ghi hình là đẹp. Cháu thường xuyên mở Táo Quân xem lại, thậm chí là Táo Quân 2023, cháu rất ấn tượng với táo giao thông của chú. Nhiều người trẻ đã chia sẻ về chương trình Táo Quân trên trang cá nhân của nghệ sĩ Chí Trung. Còn trang cá nhân của nghệ sĩ nhân dân Tự Long thì vừa đăng một đoạn clip với dòng ghi chú: một năm nữa sắp hết, mùa Táo Quân lại về, chúng tôi cùng nhau tập luyện ca hát, mọi người cùng chờ đợi nhé. Nội dung của đoạn clip cho thấy hai nghệ sĩ Tự Long và Xuân Bắc cùng tập những đoạn hát rất hài hước, vui nhộn. Còn nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc cũng đăng những tấm hình cùng Tự Long nghiên cứu kịch bản. Anh ấy đang mải mê nghiên cứu kịch bản, cứ làm như chăm chỉ làm ý. Trước sự úp mở của hai nghệ sĩ, người xem đã vào bình luận và cho rằng các nghệ sĩ đang tập Táo Quân 2024. Trong Táo Quân, vai cô đẩu của nghệ sĩ nhân dân Công Lý cũng gây chú ý. Đặc biệt trong Táo Quân 2024, nhiều thông tin bên lề đồn đoán nghệ sĩ ưu tú Thái Sơn sẽ thay Công Lý diễn vai bắc đẩu. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ khẳng định hiện tại anh vẫn chưa nhận thông tin gì về chương trình Táo Quân. Trong khi đó, MC Ngọc Hà, bà xã, nghệ sĩ nhân dân Công Lý vừa đăng tải hình ảnh vợ chồng cô với dòng ghi chú một công việc cuối năm, khiến dư luận nghĩ rằng Công Lý đang tập luyện cho Táo Quân 2024. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.